Thì cái video này thì mình sẽ nói lên cái quan điểm của mình ha, chứ không phải là cái tút hay cái tip hay là cái tát gì nha. Nói chung là anh em mỗi một người chơi thì mỗi cái nhìn khách quan, nhìn nhận riêng. Thì các bạn có biết cái bài đăng của mình nè, mình mất cáo thì thường thường mình mới chơi cái đây khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà mình đã bị mất cáo 3 lần rồi. Mất cáo là như thế nào? Mất cáo là cái thuật ngữ, mà không phải là thuật ngữ mà tiếng lóng của anh em chơi ít á, người ta sẽ nói về cái độ mà không thấy cái quảng cáo một chiều, giống như là bị chột con mắt nè, mù nè, hay hoặc là bị mất một pha nè, tắt đèn nè, đúng không? Một chiều tức là mình chơi mà nhưng mà mình không hiển tại, mình không có hiển thị được quảng cáo, mình không có hiển thị được cái bài quảng cáo của mình. Thì nhưng mà người khác xem thì sẽ thấy, còn mình sẽ không thấy, gọi là bị mất cáo ha. Thì cái video này thì không phải là mình chia sẻ về cái vấn đề mà kinh nghiệm đó, là nhưng mà kinh nghiệm của mình chơi sau 3 lần mất cáo và lấy ra được chỉ trong vòng 2 tuần thôi nha. Có nhiều bạn mấy tháng luôn cũng không lấy được, nhưng mà mình không hiểu sao mình 2 tuần. Thì cách đó là mình test cho bạn coi. Hôm bữa nếu mà ai có thường xuyên mình lên space để nói chuyện thì chắc biết mình lúc có lúc không mất một pha, cách đây khoảng 2 ngày thì mình đã lấy ra được. Thì bây giờ mình test luôn là các bạn coi, là cái mình vô cái trang chủ ha, dành cho bạn nè. Thì mình sẽ tìm một cái bài bất kỳ, mình bấm lên cho nó lên trên ha. Ví dụ như bài này có hình ha, mình sẽ tìm thử có cáo không. Cái bài này mình không thấy, cái bài này toàn chữ nè, đó toàn chữ đây, các bạn thấy nè, đó quảng cáo mình nó hiện, mình thấy nè đó, đó mình thấy một cái quảng cáo màu vàng ha. Thì mình sẽ tìm một cái nữa là cái hình nè, ngắn gọn, ví dụ như hình nè, đó này viết ít chữ nhưng mà có hình, thì coi comment có không. Không phải là cái nào cũng có nha các bạn, tại mình mới sáng hôm được mấy tiếng hồ thôi, mình không tin tưởng được. Đó ở đây có một cái nè, đó cái màu xanh đây, coi cái hình, cái video ha, cái video có 2 comment thôi, không biết có không. Đó vẫn có nè các bạn, nó hay có 2-3 cái video, cái comment thôi, video thôi hoàn toàn luôn là mình thấy nè, thấy không. Thì cái kinh nghiệm mình nó chơi sau 2 tuần mình chơi ít đó, thì mình cảm nhận được bản thân thôi, chứ không phải là mình chuyên gia hay là chuyên viết gì nha. Mình thấy nếu mà trường hợp giống như mình á, mình đi spam, mình đi comment dạo, mình đi spam nhiều, nói chung không phải là spam nhưng mà mình vẫn comment như một người thật, như bình thường thôi, nhưng mà mình làm quá lẹ, mình làm nhanh quá đi, tức là mình làm liên tục á, thì nó sẽ dễ bị mất cáo lắm, dễ sẽ chột một pha là không thấy nha, làm quá nhanh thì sẽ không thấy. Còn nếu mà bạn nào nào mà đi spam, càng spam nó lẹ thì càng không thấy luôn, nó sẽ giam cầm các bạn rất là lâu. Thì cách mà mình để xử lý cái trường hợp này thì chỉ có một cách thôi. Đây thì mình chỉ có một cách, mình không phải là mình hay gì, chỉ một cách là các bạn phải viết bài. Đây ví dụ mình, thứ nhất là hình ảnh, thường thường là nhiều bạn nói là viết gì ít hạn chế hình ảnh rồi video, nói chung mình cũng đăng nè, đó mình đăng hình nè, đó hình hình lên nè, video luôn nè, chia sẻ tùm lum nè. Nhưng mà các bạn, cái cách mà chúng ta để chúng ta dễ nhất là chúng ta sẽ viết bài dài, giống như bài này mình viết dài, hầu như mình viết là không còn cái không còn khung chữ luôn đó, mình viết vậy đó. Thứ nhất là mình viết bài dài ha, mình viết không còn khung chữ luôn, cứ viết dài lên, mình cứ viết thoải mái, người ta đọc không đọc kệ người ta, tại sân khấu nào cũng có khán giả riêng của bạn á, có người sẽ đọc có người sẽ không đọc, nhưng mà người ta chỉ lướt lướt người ta coi thôi. Còn nếu mà bạn muốn có cáo thì nhanh á, thì các bạn chịu khó khi mà qua nhà người khác, ví dụ như mình viết dài vậy nè, đó mình gặp một những cái giống như bạn này Yumi ha, mình sẽ qua nhà bạn này, mình thấy bạn này viết rất là dài thì mình chịu khó mình đọc đi, mình chịu khó thôi, mình không hiểu, nói chung mình crypto mình không hiểu gì đó, mình chịu khó mình ngồi mình đọc ha, mình đọc từ từ, cái này một cách chịu khó của mình thôi, mình đọc từ từ. Người ta sẽ có nhất rất là nhiều người viết dài thì mình ăn thua cái độ của mình đọc từ từ đó, cái lượng tương tác mình chỉ đẩy cái chữ nó lên từ từ vậy nè, đó mình sẽ đọc trong vòng, nếu mà bài dài thì chịu khó thôi, chứ giờ sao mình không đọc cũng được, mình cứ lướt từ 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 vậy nè, đó mình cứ giả bộ mình lướt vậy, xong mình phải viết đó. Các bạn thấy cáo nè, các bạn phải viết một cái hàng comment ít nhất là khoảng 10 chữ, nói chung là 7 tới 10 chữ, các bạn viết dài dài xíu, ví dụ bạn hello hoặc là xin chào hoặc là hay quá, là nói chung là cũng không có, nói chung cũng không tốt ha, không phải là không biết gì, nhưng mà comment phải chịu khó dài một xíu, mình đọc từ từ. Thì
sau là các bạn thấy mình hôm bữa mới cách đây 2 ngày là mình bị chột mắt, mình không thấy nữa. Có nhiều anh em vô hỏi mình nói là mình không thấy, có nhiều người ta quăng quảng cáo với mình mà mình đâu có thấy đâu, mình qua đâu mất tiêu rồi. Mới hôm qua thôi, nhưng mà tối hôm qua là mình đã sáng là những cái bài mình viết rất là dài nha các bạn chịu khó đi, cứ viết dài lên, viết chữ nhiều vô, cứ viết dài thiệt là dài. Cái gì mình kiến thức mình có cái gì thì mình cứ viết cái đó thôi, mình không hiểu thì mình không kiến thức nè, mình chỉ để quả đã luôn chứ mình cũng đâu có thấy đường đâu mà mình trả lời cho bạn Phi này được đâu. Đó, mới đi mới một ngày, các bạn thấy có một ngày nữa không, mình không thấy đường luôn, mình đâu có trả được đâu. Có nhiều người kêu qua bắt cáo nhưng mà mình không có trả được. Thì mình nói các bạn á, chịu khó các bạn viết, chia sẻ bài viết của bạn dài ra. Nhưng mà mình nói thêm nha, đừng có copy nha các bạn. Các bạn đừng có copy bên nào, các bạn pass qua cái nó không có ấy, giống như bạn đi spam vậy chứ không phải là bạn viết. Bạn chịu khó bạn biết viết như nào, nó viết từng chữ, viết giống viết từng chữ bấm kịch bấm ngồi bấm vậy. Bạn lấy một bạn còn mà muốn copy á thì bạn lấy một cái điện thoại hoặc cái máy tính gì đó, bạn mở cái đó lên, bạn copy giống như vợ mình vậy đó. Nó copy là vậy đó, nó mở cái lên rồi bắt đầu nó ngồi nó bấm ra thì như vậy là mới gọi là tương tác với người thật. Còn nếu mà các bạn cứ copy xong các bạn vô đây các bạn bát cái kịch gì đó, bạn chọn bộ nhớ tạm nè, nó bạn bát quá trời đây đó, một bát một cái đống vô đây rồi nó cũng nó không ấy. Mình khuyên các bạn nên ngồi gõ mình viết. Thì có nhiều bạn văn chữ này kia nó không hay rồi dở văn gì đó, không sao đâu, các bạn cứ viết thoải mái, viết không ai, có nhiều đọc, có người cũng không có đọc đâu. Cái lúc này thì người ta sẽ không đọc đâu. Bây giờ mình xây dựng kênh mà, mình cứ viết thôi, viết theo cảm nghĩ của mình. Mình nghĩ như sao mình viết vậy, hoặc là viết thơ kể chuyện, hay là mình làm gì mình viết dài lên, càng viết dài càng tốt nha. Các bạn sẽ thấy lời cáo, và các bạn đi comment cũng vậy. Khi bạn đi comment, ví dụ qua nhà người khác, các bạn comment đó, thì các bạn chịu khó. Ví dụ cái anh này nè, mình hay nói chuyện với anh Nguyễn Thắng đây nè, đó anh viết rất là hay nha, anh viết rất là dài, những cái câu chuyện rất là hay ha. Mình đọc từ từ, mình cứ đọc từ từ và mình viết lại cũng từ từ luôn, mình viết theo cái hướng của mình, và nhưng mà mình phải đi sát với cái nội dung của người ta mình viết. Nhưng mà chịu khó viết khoảng bảy tới 10 chữ ha, hoặc là dài hơn càng tốt, thì các bạn mau lấy cáo hơn. Thì bây giờ thì mình chắc mình gần video đây, thì mình chỉ chia sẻ thôi, mình không phải là có một cái tiếp cái nội dung gì hết. Thì các bạn cứ làm theo được thì sáng, còn không thì thôi. Có nhiều cách anh em, có rất là nhiều anh em chỉ mình, thì mình cứ làm theo thôi, mình đâu có cần nói. Các bạn này, bạn thấy không, Lam này có 2 cái comment thôi nhưng mà vẫn thấy cáo nè đó. Thì các bạn chịu khó viết dài và đi tương tác, nhưng mà tương tác chậm lại chút xíu, chịu khó thôi. Chứ giờ không có cách nào, cái tiếp không có tiếp gì hết, nó thiệt. Những người trên bạn chỉ là chỉ tùm lum thôi, giống như mình không phải là mình chỉ, nhưng mà mình là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đó. Mình chơi mình thấy thì mình ấy, nhưng mà tài khoản nói chung là tài khoản mình cũ cổ gì cũng không biết, nói chung là mình chơi năm 2013 thì cổ gì mình thấy tài khoản mới của vợ mình cũng y chang vậy, mình làm sử dụng cách đó cho vợ mình đó, thì nó nay nó cũng thấy được rồi. Thì chúc bạn thành công nha.